Vâng, lần đầu tiên cho các Cảnh Kỳ Audio xin gửi lời mến chào tới toàn thể các bác Các anh các chị đã quay lại với kênh youtube Cảnh Kỳ ngày hôm nay Hôm nay Cảnh Kỳ sẽ thanh lý cho các bác giá cực kỳ hấp dẫn Rẻ hơn 1 triệu đồng một đôi Đấy là loa Eric, một loa thương hiệu của Đức nha các bác Nếu như bác nào đang phân vân với bộ karaoke gia đình của mình Đang thiếu lời mà dòng full nha các bác, dòng loa full nhé Thiếu lời, muốn lời sáng, lời hay thì chỉ có Eric các bác ạ. Eric một dòng loa thương hiệu của Đức, tiếng lời đánh cực kỳ hay các bác nhé. Và đây trên trước mặt các bác là đôi loa Eric M310. Ở đôi này thì nói chung là còn sót lại trong nhà và nó cũng có một chút gì đó hơi trục chặt một chút. Có nghĩa là đôi này thì bên em chưa vệ sinh gì cả. Có nghĩa là khi kiểm tra thấy uh, bát của nó là zin người bán tất cả zin người bán các bác. Có một bên tép là bị thay côn rồi, nhưng mà thay côn mới các bác nhé. À, thì có nhiều bác hỏi là cái côn mới nó như thế nào thì cái côn tép á thì đôi khi cái côn mới ở bên trung quốc nó thay thì cũng còn khá là chất lượng thì về đây bọn em kiểm tra bọn em kiểm tra bọn em mới nhận biết được thôi chứ còn hầu như các bác có thể là các bác kiểm tra hầu như các bác sẽ không không nhận diện được, được. nếu mà để mà bọn em thay hết cả côn mới hai thay luôn hai cái côn mới vào thì các bác không thể nhận diện được, được. nhưng bọn em bán hàng là phải có tâm là cái đầu tiên à, đôi khi cái tâm nó sẽ phải đi đi um, phải đi trước nên là bọn em sẽ báo luôn là một chiếc là tép là bị thay nhưng mà thay thay, thay bên kia nó thay tép như tép cũng khá là ok các bác nhé có mỗi mình tép thôi còn tất cả bát thì một chiếc tép là tép jean. phần tép zin phần lần zin người bán hết và thùng vách thì cũng khá là đẹp thì với Eric M30 này nó là dòng full 25 một dòng thương hiệu Đức và những dòng loa Eric á, thì được đánh giá là tiếng lời nó rất là hay luôn đấy trên kênh em đã bán cái dòng loa này rồi ngày trước em bán là 5 triệu 700 nghìn đồng một đôi đấy và bây giờ là thanh lý cho các bác có một đôi duy nhất này đấy nó bị uh, tép tép nó like đấy không phải tép tép không Lai mà côn tép like thôi đấy là bán cho các bác là bốn triệu rưỡi một đôi đấy bác nào gọi trước thì được trước nha và em thông báo luôn là những cái đôi lo thanh lý như thế này thì phải nói là rất nhanh các bác gọi nên là thanh lý thì đôi khi lo này tất nhiên là các bác phải cọc tiền cho bên em rồi và cũng như là với lo thanh lý như thế này thì bên em cũng sẽ vệ sinh đối tác lại cho các bác hoàn chỉnh hết và cam kết luôn cho các bác là vẫn là chất âm nó hầu như chín vào người luôn tại vì thay tép mà nó không có thay côn bát không ấy là tép nó đôi khi ảnh hưởng rất là ít đấy và đặc biệt nữa là cái côn tép này là cũng là côn tép xịn ở bên trung quốc ở bên kia nó thay đấy nên là cũng khá là ok và đây là cái thùng vách của nó đấy các bác nhé đây em chưa vệ sinh rồi đâu tại vì nó nằm như thế nó bị như thế nên em chưa có vệ sinh gì cả đấy và đôi này nói chung là thùng vách đang khá là đẹp nẹp nhôm này nẹp nhôm hai bên này các bác này bóng bẩy màu e căng màu lưới đen và thùng vách màu ghi cũng khá là đẹp các bác nhé đây Eric M310 công suất hoạt động của nó là 200W ở chế độ 8 ôm và tần số hoạt động là 70Hz tới 20kHz đấy nhiều bác có hỏi là 70Hz là thế nào có nghĩa là cái tiếng nó thiên về lời rất là nhiều nó thiên về lời tại vì loại Eric này nó thiên về lời rất là hay luôn nếu mà nói về lời thì con Eric này là số 1 luôn chứ các dòng loa full này em bán và còn nếu về độ âm bát thì nó sẽ kém hơn một chút so với các cái dòng khác nó kém hơn thôi chứ nó không phải là không có nha các bác nó chỉ kém hơn mà thôi Đấy và cái bác đôi này thì về các bác có thể ghép với đôi full 30 l để thêm một đôi nào đấy nữa để về các bác chơi vẫn thoải mái. Nói chung là nó chỉ uh, tiếng lời thì nói chung là rất là sạch, tiếng mic rất là hay. Và cái giá bây giờ cũng rất là hấp dẫn. Giá bây giờ có 4 triệu rưỡi một đôi. Đấy, bây giờ nếu các bác mua một đôi loa nằm xịn sò thì nó phải tầm phải tầm mức giá như vậy. Nhưng đây là các bác bỏ 4 triệu rưỡi là các bác được đôi full 25 và tới thương hiệu của Đức. và uh, đôi Eric M310 này. Đấy và cũng như là đôi khi là nó chỉ bị một chút thôi Nên đôi khi là bọn em sẽ bán coi như là lộ vốn cho các bác Và đây là những cái trường hợp mà gọi là Đấy bọn em đôi khi bán hàng là toàn bị như vậy không Có nhiều người người ta sẽ thay cô người ta bán vẫn là năm triệu rưỡi bình thường Tại vì các bác cũng không thể nhận biện diện nó được Nhưng bên em là thông báo luôn cho các bác luôn Là một chiếc tép là nó bị như vậy Nên là bán cho các bác là có một đôi nhé Là 4 triệu rưỡi một đôi Eric M310 Các bác có đi tất cả các kênh diễn đàn là các bác có thể xem Xem tham khảo Giờ có thể qua lại và đặt hàng và một đôi này đấy và một lần nữa thì các bác đặt hàng thì vui lòng liên hệ trực tiếp với cảnh kỳ qua số điện thoại là 09127 hoặc 096 5353 và xin chào và hẹn lại các bác trong những video tiếp theo các bác đừng quên là đăng ký kênh cảnh kỳ audio và như cho những video like và trên cảnh kỳ bây giờ đang bán rất nhiều đồng loa và vàng số các bác có thể lên vào tham khảo để chọn cho mình một cặp loa mà uh, hợp lý với túi tiền mình nhất nha xin chào các bác